Và sau đây là các cáo buộc mới cho một vụ giết người ngoài khơi trên ập Hawaii. Thưa quý vị, theo như bản cáo trạng mới được đưa ra bởi bồi thẩm đoàn liên bang là bà Sharla Ritchie, người phụ nữ đậu củi chủ nhân của chiếc thuyền có liên quan tới một vụ án mạng, hiện nay đang đối mặt với cáo buộc giết người. Một người đàn ông giấu tên được cho biết là đã bị giết trên chiếc thuyền này trước khi mà bị ném xuống biển. Các công tố viên liên bang hiện nay cho rằng bà Sharla Ritchie đã cùng âm mưu với một người khác có tên là Hoàng Xuân Lê để dụ nạn nhân lên thuyền với lời hứa về chuyến đi câu tôm hùm qua đêm, hai ngày trước khi mà xác của ông được tìm thấy nổi trên vùng biển ngoài khơi Oceanside. Cả bà Ritchie, 40 tuổi, và Hoàng Xuân Lê, 39 tuổi, đã bị bắt vào đầu năm nay, và các công tố viên cho rằng Hoàng Xuân Lê đã bắn chết nạn nhân, sau đó ném xác của ông xuống biển. Bà Ritchie ban đầu thì chỉ bị buộc tội là đồng phạm sau khi thực hiện tội ác, nhưng bây giờ thì bà cũng bị buộc tội giết người. Tuy nhiên thì cả hai đều không nhận tội. Trong một tuyên bố đệ trình lên tòa án tại thời điểm bắt giữ hai nghi can này, thì một nhân viên FBI viết rằng Hoàng Xuân Lê thú nhận với một nguồn tin FBI bí mật rằng anh ta đã đưa nạn nhân ra thuyền vì khoản nợ ma túy trị giá là 30.000 cho tới 40.000 Mỹ Kim, bắn chết người đàn ông và sau đó buộc tạ vào mắt cá chân và ném nạn nhân xuống biển. Các công tố viên hiện nay cho rằng Ritchie đã nói dối trong một cuộc phỏng vấn với FBI sau khi mà bà bị bắt, bao gồm việc nói với họ rằng bà chưa bao giờ gặp nạn nhân bước trên chuyến thuyền này.